thưa quý công dân và sư cô, gia đình đứa cháu rất nghèo, cha mẹ làm muối đi tướng hàng cho người ta ở vùng Vĩnh Châu Sóc Trăng, nơi mà tôi biết được là người dân còn đây ở rất đông lao động và sinh sống. Vì thế một ngày làm muối chỉ 100.000 thôi, mà cháu bị trực tiêm từ nhỏ đến giờ một ba mẹ cháu không có tiền để điều trị. Hôm nay là một cơ hội mới cho cháu, cháu được cứu sống nhờ sự yêu thương nâng đỡ chia sẻ hy sinh của quý vị đã đem đến cho cháu cái sự sống mới. Cái người sự sống ấy đang từng lầm lầm mỗi ngày vào cuộc sống. Hôm nay trước hình ảnh như nhận này đã chọn và đi lại một trận đức và mẹ của cháu đang như cháu tại tôi trao lời cho gia đình cháu và biết xin hết lòng cảm ơn quý vị đã yêu thương nâng đỡ và chia sẻ một cuộc sống khác. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cảm ơn và xin chúc quý vị dồi dào sức khỏe, được vui hạnh và được nhiều sự may mắn trong cuộc sống để có thể nói vọng trọng vòng tay cuộc sống nhiều các cháu bé ở đây chờ đợi các lòng họ không nhớ. Con vào đi, con khỏe chưa? Ừ, con cảm ơn quý anh em nha. Dạ, con cảm ơn quý anh em cho lời giúp đỡ con. Đó, cái giấc ngộ của cháu. À. Ừ. Con mừng không? Con chị, chị nói mình cảm ơn quý anh em nha. Con đức mà chị tại vì cảm giác em khó khăn nhà em đang nhờ sư cô sư giúp đỡ sư cô sơ sư cô sơ sơ để biết ơn em và biết ơn em con rất là cảm ơn. Đây là hội đó thấy con sư cô gửi ân nhân đã hỗ trợ giúp cho cháu nhé. Tên chỉ là người để mà tìm bệnh và làm việc giấy tờ giúp cho bệnh nhân không còn nguồn tài chính rồi làm các con sư cô những anh nhân đã cứu sống con chị nha. Chị phải biết mỗi ngày cầu xin ơn trên phù hộ cho tất cả những người đã cứu sống con mình nha. Cho tất cả những công dân có nhiều may mắn khỏe mạnh mà làm việc thuận lợi hơn để có thể chia sẻ cứu sống nhiều em khác nữa. Rồi chúc chị vui vẻ nha, cho con 500 đó để mua sữa với là mua